Tiếp theo, chúng ta đến với bước số 4, kiểm tra vật liệu gạch và kiểm tra cấp phối vữa và bê tông. Đầu tiên, chúng ta kiểm tra vật liệu gạch trước khi đưa vào sử dụng. Các lưu ý khi kiểm tra vật liệu gạch là: đầu tiên là gạch phải được cung cấp bởi các nhà cung cấp được duyệt. Thứ hai là các kích thước và yêu cầu ngoại quan của gạch sẽ được kiểm tra và nghiệm thu dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba là các thí nghiệm kiểm tra chất lượng gạch sẽ được tiến hành bởi đơn vị thí nghiệm đã được duyệt. Công việc tiếp theo là kiểm tra cấp phối vữa và bê tông. Vữa dùng để xây và tô có mác là 75, còn bê tông lanh tô bổ trụ có mác là 200. Vữa và bê tông phải được trộn bằng máy. Tỷ lệ pha trộn theo cấp phối đã được phê duyệt. Và tỷ lệ cấp phối này sẽ được dán tại khu vực trộn vữa hoặc trên thân của máy trộn vữa. Chúng ta phải lưu ý là thời gian trộn vữa khô hoặc bê tông khô đến khi kết thúc quá trình sử dụng tối đa là 150 phút. Vữa và bê tông sẽ được trộn khô tại tầng 1 và được chuyển lên sàn đến các vị trí thi công và tập kết tại máng hồ. Tiếp theo, chúng ta đến với bước số 5, thi công xây tường trong căn hộ. Công việc đầu tiên là tưới ẩm gạch. Sau khi gạch đã được vận chuyển đến các khu vực thi công, ta sẽ tiến hành tưới ẩm gạch trước khi đưa vào sử dụng. Công việc tiếp theo là căng dây leo. Cách thực hiện như sau. Ta sẽ thả dây dọi từ các đường mực đã được đánh dấu trên trần bê tông đến hàng gạch chân tường theo phương thẳng đứng để xác định phương đứng của tường. Tại một vị trí góc tường, ta sẽ căng 3 dây leo đứng. Một dây sẽ được căng ngay tại góc tường. Dây này có tác dụng là canh thẳng góc tường theo phương đứng trong suốt quá trình thi công tường xây. Hai dây leo đứng còn lại dùng để căng các dây leo ngang. Dây leo ngang có tác dụng là canh thẳng tường xây theo chiều dài của tường trên từng hàng gạch xây. Và xây cao tới đâu thì chúng ta sẽ kéo dây leo ngang tới đó. Ta sẽ dùng dây dọi hoặc máy cân bằng laser để kiểm tra độ thẳng đứng của dây leo. Và sau khi đã căng dây lèo xong, ta sẽ tiến hành xây hàng gạch chân tường. Chúng ta cần phải lưu ý là phải tưới ẩm sàn, chát lớp hồ dầu liên kết trước khi tiến hành xây hàng gạch chân tường. Tiếp theo, chúng ta đến với nội dung các yêu cầu kỹ thuật khi xây tường. Đầu tiên là khối xây phải đảm bảo những nguyên tắc kỹ thuật sau. Khối xây phải đảm bảo về ngang, bằng, thẳng, đứng, góc, vuông. Và trong quá trình xây, phải căng dây nhợ và thường xuyên thả dây dọi hoặc dùng máy cân bằng laser để kiểm tra. Thứ hai là sai số cho phép khi xây tường. Sai số về độ thẳng đứng của tường, về vị trí canh thẳng trên mặt bằng của tường, độ thẳng của các góc cạnh không được vượt quá 10mm cho mỗi tầng nhà có chiều cao từ 3-4m. Yêu cầu thứ ba là các vị trí tiếp giáp giữa bê tông và gạch phải được tưới ẩm và chát hồ dầu liên kết. Yêu cầu thứ tư là mạch vữa xây phải thẳng, đặc chắc và không được trùng mạch. Bề dày của lớp vữa từ 10 đến 15mm và so le nhau tối thiểu là 50mm. Yêu cầu thứ năm là tường chính xây trước, tường phụ xây sau, tường xung quanh xây trước, tường bên trong xây sau. Chiều cao tường của mỗi đợt xây thông thường là 1,5 mét. Và trước khi xây tiếp thì ta phải vệ sinh và tưới ẩm lên tường cũ. Yêu cầu thứ 6 là trong quá trình xây phải chừa sẵn các lỗ mở. Ví dụ như là
rãnh đường ống nước và đường thông hơi. Tiếp theo, chúng ta đến với cách xây tường. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên là tường xung quanh là tường đôi, có bề rộng là 180mm. Tường trong là tường đơn, có bề rộng là 80mm. Tiếp theo là chân tường xung quanh phòng vệ sinh, lô gia, phòng giặt. Sẽ xây 5 hàng gạch đinh ở chân tường. Lưu ý là các viên gạch phải đặt quay dọc theo chiều dài của tường để tránh bị thấm qua lỗ gạch. Chân tường ở các vị trí còn lại sẽ xây 1 hàng gạch đinh. Đối với tường đơn thì quay dọc, còn tường đôi thì sẽ quay ngang theo bề rộng của tường. Tiếp theo là kiểu xây của tường bao gồm 1 lớp gạch đinh, 5 lớp gạch ống xây xen kẽ nhau. Đầu tường ở dưới rầm và trần phải chèn bằng các viên gạch nguyên và nằm nghiêng. Tường ngoài thì chèn bằng gạch đinh và tường trong thì ta chèn bằng gạch ống. Nội dung tiếp theo là khi tường xây có chiều dài lớn hơn 4 mét thì ta sẽ bố trí thêm bổ trụ, và ta chỉ bố trí rằng tường khi mà các đoạn tường có chiều cao lớn hơn 4 mét. Tiếp theo, chúng ta đến với nội dung về cấu tạo, cao độ và kích thước của các lỗ mở như là cửa đi, cửa sổ. Đầu tiên là cao độ và kích thước của các lỗ mở. Cấu tạo cửa như sau. Bệ cửa sổ sẽ được xây bằng gạch đinh để đảm bảo độ chắc chắn khi gắn cố định khung cửa bằng tắc kê. Và hai bên má cửa sẽ được bố trí các cục thí bê tông. Cao độ và số lượng của các cục thí bê tông sẽ được thi công theo các bản vẽ đã được phê duyệt. Nội dung tiếp theo là kiểu xây rằng trong khối xây. Tường chính liên kết với nhau thì kiểu xây là một dọc một ngang. Còn tường chính liên kết với tường phụ, ví dụ như là tường chữ T, vị trí xây hộp gen, thì kiểu xây là ba dọc một ngang. Và nội dung tiếp theo là liên kết giữa tường và bổ trụ. Đối với các bổ trụ đổ sau, thì ta sẽ dùng sắt phi 6 để liên kết giữa tường và bổ trụ. Chiều dài đoạn neo của sắt trong tường ít nhất là 300mm và chiều dài đoạn neo của sắt trong bổ trụ ít nhất là 100mm và có khoảng cách là 500 theo chiều cao. Tiếp theo, chúng ta đến với bước số 6, thi công cốt thép và cốt pha lanh tô bổ trụ. Việc thi công sẽ căn cứ theo các bản vẽ shop đã được phê duyệt. Công việc đầu tiên là thi công cốt thép. Có các lưu ý như sau. Đầu tiên, tất cả các vị trí neo của cốt thép phải có chiều dài đoạn neo tối thiểu là 30D. Riêng đối với bổ trụ treo của cửa đi lùa thì chiều dài đoạn neo là 40D và chiều dài đoạn nối cốt thép là 40D. Và sau khi đã thi công xong cốt thép, ta sẽ tiến hành thi công cốt pha lanh tô bổ trụ. Cần lưu ý các nội dung sau. Đầu tiên là chúng ta cần kiểm tra kích thước của cốt pha lanh tô bổ trụ, kích thước của các cửa. Ngoài ra, chúng ta cần phải kiểm tra cao độ của đáy cốt pha dầm lanh tô. Sau khi đã thi công xong cốt thép và cốt pha lanh tô bổ trụ, ta sẽ tiến hành đổ bê tông. Cần lưu ý một số nội dung sau. Bổ trụ đổ bằng bê tông đá mi Mark 200. Dầm lanh tô đổ bằng bê tông đá 12 Mark 200. Yêu cầu đoạn dầm gối lên tường gạch phải có chiều dài tối thiểu là 300mm. Và phải bảo dưỡng sau khi thi công xong. Tiếp theo, ta đến với bước số 7, đóng lưới chống nứt tường. Các vị trí cần đóng lưới. Đầu tiên là vị trí tiếp giáp giữa bê tông và tường xây. Thứ hai là vị trí tiếp giáp giữa đầu tường và dầm bê tông. Thứ ba là vị trí tiếp giáp giữa tường và đà lanh tô. Và cuối cùng là các vị trí có đường ống điện đi âm tường. Chúng ta đến với bước tiếp theo, bước số 8, bảo dưỡng tường sau khi xây. Sau khi hoàn thiện công tác xây, ít nhất 24 giờ, ta sẽ tiến hành bảo dưỡng tường xây bằng cách là phun nhẹ lên mặt tường. Công tác bảo dưỡng kéo dài trong 3 ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở các nội dung tiếp theo.